được phát sóng định kỳ vào tối thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube của B336. Và ngày hôm nay DJ của chúng ta là Xin chào mọi người, em là Kenji và hôm nay em sẽ là DJ. Thường thì B336 Đông Tây Nam Bắc luôn có một người khách mời, và khách mời của chúng ta hôm nay rất là đặc biệt, và đặc biệt cũng rất là đẹp trai. Anh là một thầy giáo, là một nhà văn, và còn là cả một MC nữa. Và khách mời của chúng ta hôm nay đó chính là anh Đặng Thiên Phong. Chào các bạn, chào mọi người. Vòng một có tên là Nghe Nhanh Đáp Lẹ. Chúng ta sẽ có 15 bài hát và em sẽ có một cái chuông ở đằng giữa, ở giữa đằng kia. Khi mà bài hát nó vang lên, DJ hoặc là em đếm từ 1 đến 3 hoặc là từ 3 đến 1. Nếu như mà anh biết bài hát đó thì anh phải chạy lên, anh giành quyền trả lời. Tất cả mọi người ở đây đều phải tham gia luôn. Anh phải chạy lên, anh giành quyền trả lời. Đội nào nhiều điểm nhất sẽ về một đội, còn ít điểm nhất sẽ về. Ủa chứ không phải vậy là một đội hả? Dạ không. Bây giờ là mình chơi riêng tư hết nè. Cá nhân độc lập á. Chơi trên sân phép bắt đầu. Let's start. Bài hát đầu tiên. Đến đi đi chơi. Bài này rất nổi. Về chỗ, về chỗ. Mỹ Liễu đứng theo. 1, 2, 3. Ui. Đây là bài hát Exit Take Me. Yeah. Không đúng. Mới quá. Tuổi tác của anh chưa cho phép. Đúng rồi. Ba, biết bài này. Đếm đi. 3, 2, 1. Không dám đâu. Giờ, giờ trời tay mình. Được một điểm rồi đúng không? Mình được rồi. Dạ đúng rồi. Mày giờ mấy trường hả? Không, không, không. Dạ hơi lâu nha. Nghe quen quá. Nhớ làn sóng xanh quá. Nghe quen quá. Nghe nghe rất xưa nhưng nghe rất cũ. Hồi xưa hay ngồi viết mấy cái lời bài hát cho vô cuốn tập á. Không muốn kỷ niệm xưa. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Em rất tiếc báo với anh một điều là em chưa đến một bài. Dạ. Dạ, cho ai thấy cái nhóm này hạnh hạ cái này. Em đừng có đưa cái này lên nha Nhục. Dạ, mấy khách mời nào cũng té hoài à. Té hoài luôn. Kêu Hồng Trà anh coi lại này. Dạ, đây là bài Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Em chưa đếm rồi, em chưa đếm rồi. 1, 2, 3. Ủa, đếm rồi mà. Chưa. Bài này là bài Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Chưa ông đắc lợi luôn. Cái nhóm này nó vậy á, anh phải cẩn thận. Em cảm ơn mọi người, cảm ơn anh Kim, anh Kim. Cảm ơn anh. Anh ơi, em sao á, anh sao? Ổn không anh? Dạ. Em mà anh còn chưa ngủ, cứ tưởng về em biết bao nhiêu là cho đủ, chẳng phải ngỡ phụ ngày mùa đêm bay. À biết rồi, ba. Thôi, các hai người. Em trời á chị. Dạ đây là bài Người Âm Phủ. Dạ chính xác. Người Âm Phủ. Quen nhớ chưa? Biết bài này luôn. Biết bài này luôn. Biết bài này luôn. Biết bài này luôn. Đúng rồi. Biết bài này luôn. Biết bài này luôn. Biết bài này luôn. Biết bài này luôn. Biết bài này. 3, 1. Đây là bài Em Cũng Chỉ Là Con Gái Thôi. Ủa? Lộn. Bài Ngốc Nghếch. Nhớ rồi. 3, 1. Ngốc. Dạ đúng rồi. Ngốc nghếch. Ê mà anh tự hỏi là sao em không đi lên bấm mà em phải như vậy vậy? Dạ. Tào nét anh. Tào nét. Dạ chưa nè. Bỏ ra. Mọi người đi về chỗ đi. Dạ luôn. 3, 2, 1. Hay quá. Nhảy bài này nè mọi người, nhảy đi mọi người. Dạ, đây là bài Kill This Love. Yeah. Đôi chân quay ra đôi. Về chỗ nào? 3, 2, 1. Lại nha. Lại đi.
Bài này là Nến và Hoa. Nến và em Hoa. Bài này có một người tỏ tình anh. Không phải, sau chương trình là có những cái bạn là khán giả của lớp học. Nó chưa kịp chạy lên ba. Thì đây là bài Tình Nhân ơi. Thái, người lạ ơi. Thái, người lạ ơi. Em nghĩ gì, cờ gì mà lừa chị em. Đúng không, em tưởng bài đấy thật mà. Đây là bài Tình Nhân thôi. Chưa đếm luôn. Rồi, bấm rồi đó, bắt lượt rồi. Rồi, tiếp, tiếp. Mới đếm chưa? Chưa đếm. Em vô thì ra rồi em. Đây, đếm đi, chị trả lời cho em. Không, không. Kéo lại. Đếm đi, chị bấm trả lời cho. Thầy ơi, bài hát này, thật sự là em không biết. Giữ lại. Em đợi mọi người làm gì tiếp theo. Anh sợ của anh. 1, 2, 3. Anh sợ mấy bạn cắn anh. Ôi, nhìn nha. Em có đi ra đến nào nó tay mình nha mọi người. Nhìn kì quá à. Nhớ con người xong hòa bình thì đúng như luật người nào trả lời thì người đó giữ điểm cho nên điểm sẽ thuộc về China. Tôi đã nói rồi mà. Chị muốn cho em rõ ràng, chị đã thông báo cho lại bài chương trình đúng không em? Không, chị vẫn thôi được mà. Chị phá luật được mà. Chị phá luật á chị? Không, không có cho phá luật đấy. Đây, giờ MC rồi. Thì đúng, anh là MC, anh biết một cái điều MC là cha là mẹ. Nếu hồi chị biết ba, chị biết bài này thì chị sẽ nói cho em nhé. Dạ, ok chị. Anh bấm cho mọi người nha. Vâng, dạ. Em bây giờ là bài này là cho Kira điểm. Ok ok. Kira lần này đứng thẳng lên. Đếm 1, 2, 3, sai luôn. Xúc động hết sức. Ok. Và số điểm hiện tại của chúng ta, anh Thiên Phong với số điểm cao nhất đó chính là 4 điểm. Wow. Chị Hayley được 3 điểm. Winner Hannah và China được 2 điểm. Và Kira em được 1 điểm. Yeah. Và trò chơi thứ nhất thì rất là đơn giản mà chúng ta cũng đã từng chơi qua rất là nhiều lần rồi, đó chính là cho tam sao thất bản. Trò này không có việc thi chán chết gì. Chắc có lẽ mọi người ở đây đều đã biết luật rồi, nhưng mà em sẽ giảng lại cho anh. Thì ý là cái trò này nó nói chung là em sẽ ra một câu. Hôm nay thì chủ đề nói về chủ đề mùa hè. Em sẽ ra một câu và những người đứng đằng sau anh sẽ phải đeo tai nghe rất là to, bật nhạc rất là to lên. Nhưng mà anh phải truyền đạt lại cái câu mà em vừa đưa cho anh, để làm sao mà cho người cuối cùng nói cho em phải đúng y hệt cái câu như vậy. Okay. Đó, ok anh hiểu chưa? Ok. Dạ, mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Và em xin đề cử đội bên đây chơi trước. Tại vì em nghĩ là khách mời phải... Không sao, phải được tỷ phạm. Và mỗi lần truyền thông tin như vậy thì chúng ta sẽ có một phút để truyền thông tin cho nhau. Ok. 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 Ok, mọi người sẵn sàng chưa? Ok, chắc không ai nghe gì đâu. Ve kêu vẽ, ve ve hè đã về. Cái gì vậy? Ôi gì vậy? Ve kêu vẽ, ve ve hè đã về. Đấy. Ve. Máy này chán quá à. Hè. Mùa hè á, ve hè. Ve. 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 Gì đó, lại. Ve. Yeah. Ve. Ve. Ve kêu kêu. Kêu. Kêu kêu. Ve kêu. Ve ve ve. Ve kêu ve. Ve kêu ve. Vẽ. 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 Vẽ.
Ve kêu. Ve. Ve kêu ve. Vẽ. Vẽ vẽ vẽ. Vẽ vẽ. Nào nào. Ve. Ve. Xong. Ngửa giống vẽ. Uốn. Vẽ. Vẽ vẽ vẽ. Vẽ. Ve kêu ve vẽ. Ve kêu. Ve vẽ. Ve. Vẽ. Vẽ. Thè. 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 Nắng nắng nắng. Chết rồi. Thè. 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 Thè rồi. Thè. 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 Vẽ. 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 Ờ. Cái gì nguyên câu? Ba. Hai. Một. À rồi. Nhớ rồi. Nhớ rồi. Ôi trời ơi. Và câu trả lời của Mùng Hoa là quên rồi. Quên rồi. Cái gì? À không được rồi đúng không? Vê, có vê này. Vê kêu vê. Vẽ hề về. Câu của chị là gì? Chị mở ra, mở ra, mở ra. Hả? Câu của chị là gì? Vê kêu vê vẽ hề về. Ngay từ đầu là cái người truyền đạt đã sai rồi. Ngay từ đầu là cái người truyền đạt đã sai rồi. Không ta. Vê kêu vẽ vê vê hè vê. Giờ đây thôi nhớ. Không mấy. Mấy mình đổi đồng đội được không, không em? Bọn em chơi chấp với chơi hai người, chơi ba người được không? Lỗ hồng. Chơi ba người. Sân trường cũ và những bài thơ cũ. Sân trường cũ và những bài thơ cũ. Ok. Sân trường cũ và những bài thơ cũ. Nhớ. Thời gian bắt đầu. Sân. Sân, sân si á, sân. 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 Sân lê. Sân, sân, S, S, sân. S, sân. S. Đúng rồi, sân. Xuân. Sân, sân, sân. Chân. Sân, chị S, chị S. Con coi đi S nè. Chị S. Coi đi S. Sân. Sân, đúng rồi. Sân trường. Sân trường. Cái gì ta chết ra. Sân trường đá cũ. Sân trường đá cũ. Đá cũ đúng rồi. Cái chia miệng, cái chia miệng. Sân trường đá cũ. Đá, 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 đá cũ. Đá, đá. À đá. Đá cũ. Đá cũ. Sân trường ba, đá cũ. Và nhấn xuống đất cũ. Hả? Ba, ba. 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 Nhấn. Sáng tạo quá. Nhấn. Nhất. Nhấn. Năm. Nhấn. Ba. Cuốn sách. Hai. Một. Cuốn sách. Sách. Cũ. Cũ. Thế rồi quên rồi. Sao này. Sân. 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 Chân. Chân. Sân. 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 À chết rồi. Hả? Sân. 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 Chân. Chân. Sân. Sân. Chân. Sân. Ờ chân. Chân. Không mấy mình dừng lại không được không? Em biết kết quả luôn rồi. Sân. Sân trường. Sân trường ở đồng bé. Là sao? Trong gì? Trong gì? Sân trường. Sân trường. Là sao? Không có nghĩa. Lên lên. Sân. À! Sân trường. Ồ. Quên luôn rồi. Cái gì nhớ cái gì? Sân trường. À, đá cũ. Hả? Đá cũ. Sao giả cũ? Cái gì? Đá cũ không? Hả? Đá cũ không? Cái gì? Tôi tưởng trường đá cũ. Giả cũ. Ok ok. Sân trường giả thú. Ok. Cái hào đẹp lắm. Anh là gì? Sân trường đá cũ. Đá cũ. Với những cuốn sách cũ. Mém. Còn chị là gì? Sân trường đá cũ và những cuốn sách cũ. Cái từ của người ta là sân trường cũ và những bài thơ cũ. Sân trường đá cũ và những cuốn sách cũ. Mẹ mà.